Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc trang bị phù hiệu của Kinat cho đi rừng. Thì Kinat đi rừng mình sẽ lên như sau nha. Thì đối với vị tướng này á, đây là một vị tướng sát thủ, nhưng mà khi lên ngọc á, chúng ta sẽ lên là phần yếu của vị tướng này, đó chính là công vật lý và xiên giáp mọi người. Tỷ lệ chí mạng mình cũng lên nhưng mà thật sự nó không có cao lắm. Thì bản ngọc này lên có công vật lý cộng 31, tỷ lệ chí mạng là 4,8%, xiên giáp là 89,2, tốc chạy là 10% và tốc đánh là 5%. Rồi, ở đây mình sẽ đi vào bản ngọc. Đầu tiên, ngọc xanh mình sẽ lên là 10 viên công vật lý và xiên giáp. Ngọc tím thì mình sẽ lên 5 viên công vật lý và tốc chạy. 5 viên còn lại thì mình sẽ lên là tóc đánh và tóc chạy nha. Còn ngọc tím thì mình sẽ lên 7 viên công vật lý và xiên giáp. 3 viên còn lại thì mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng 1,6%. Thì đây là cái bản ngọc mình dành cho Kinat đi rừng nha mọi người. Mình sẽ không lên ngọc hút máu nha. Sau tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu. Thì trang bị của Kinat đi rừng mình sẽ lên như sau. Đầu tiên mình sẽ lên cái kiếm chi hồn. Món thứ hai là chiếc giày kiên cường. Món thứ ba là cái thương xuyên phá. Món thứ tư là cái phức hợp kiếm. Thứ năm thì mình có thể lên cái giáp phòng mệnh trước và cái nanh phoenix sau nha. Rồi cái phần cuối cùng mình sẽ đi đó chính là cái phần phù hiệu. Thì cái trang bị đi gần á này thì mình sẽ lên công hết. Thì thường Kinat là sát thủ nên là mình sẽ lên trang bị là công hết nha mọi người, hạn chế lên thủ. Thì đi gần mình cần xanh. Rồi mình sẽ đi vào cái phần cuối cùng, đó chính là phù hiệu nha. Bây giờ phù hiệu của Kinat mình sẽ lên là cái ma chú. Thì tại sao mình lại chọn ma chú? Tại vì khi mà chọn ma chú á, thì Kinat sẽ có một cái lượng đánh rất là đam vào cái mục tiêu lên sát thương đơn. Khi mà bắt lẻ mọi người, nhất đặc biệt là AD hay là pháp sư, thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Đây là cái hiệu ma chú, mình sẽ chọn cái sát thương chí mạng nha. Ở dưới đây á, thì mình sẽ sửa lại cái màu xanh nè mọi người. Chọn cái bảo mệnh. Rồi bên đây thì màu xanh. Ở đây thì chọn cái dọn lính đó. Thì đây là cái phù hiệu dành cho Kinat đi gần nha. Rồi cái phần chia sẻ về bản ngọc Kinat đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Qua video này mọi người có thắc mắc vấn đề gì mà khi mà lên đầu đi gần thì mọi người cứ để lại bình luận bên dưới nha. Mình sẽ trả lại tất cả bình luận của mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người.